Giải bài tập chương 2 câu 10. Một xạ thủ có 4 viên đạn, anh ta bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng mục tiêu hoặc hết cả 4 viên thì thôi. Tìm phân phối xác suất của số viên đạn đã bắn, biết xác suất bắn trúng của mỗi viên là 0,7. Thì ở đây nếu ta gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số viên đạn đã bắn, thì cái miền giá trị của x là bằng 1, 2, 3, 4. 1 có nghĩa là sao? 1 có nghĩa là anh ta bắn viên đạn đầu tiên vào bia, thì viên đạn này trúng mục tiêu và anh ta dừng. Vậy thì số viên đạn đã bắn chỉ có 1. 2 có nghĩa là viên đầu tiên bắn trật và viên thứ hai bắn trúng, và lúc này cũng dừng ở lần thứ hai. Và số đây viên đạn đã bắn là bằng 2. Còn 3 có nghĩa là hai viên đầu trạc và viên thứ ba mới trúng, và lúc này dừng ở lần thứ ba. Còn x bằng 4 có nghĩa là ba viên đầu trạc, ba viên đầu trạc, đúng chưa? Và cái viên thứ tư thì trúng hay trạc gì anh ta cũng đã dùng tới viên thứ anh ta đã bắn tới 4 viên, tại vì ba viên đầu trạc thì bắt buộc anh ta phải bắn viên thứ tư, không? Cho nên ở đây để về để tính cái xác suất thì chúng ta nên gọi thêm biến cố như thế này để cho rõ ràng nè. Gọi AI là biến cố AI là thằng thứ y bắn trúng mục tiêu ha, thì đáng lẽ là mình chỉ cần là y bằng 1, 2, 3 là cũng được rồi. Thì bây giờ về xác suất của biến cố x 1 tức là xác suất của biến cố a 1 có nghĩa là lần đầu tiên bắn trúng mục tiêu luôn, thì cái xác suất này bằng 0,7. Và xác suất x bằng 2, xác suất x bằng 2 chính là lần đầu chặt lần sau trúng, không, lần đầu trạc nè là A1 ngang, lần sau trúng là A2. Đấy. Vì hai biến cố này nó độc lập. Đấy. Để cho nên là xác suất của biến cố A1 ngang nhân cho xác suất biến cố A2 bằng 0,21. Và x bằng 3 có nghĩa là hai lần đầu trạc và lần thứ thứ ba mới trúng, không? Lần thứ ba mới trúng thì mình dùng công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố độc lập đó. Thì lúc này thế số vô được là 0,063, và xác suất x bằng 4 là bằng xác suất cả 3 lần đầu điều trạc, điều trạc hết. Và như vậy thì anh ta sẽ dùng cái viên thứ tư nó bắn, mà viên thứ tư bắn dù có trúng hay trật á thì cũng đã sử dụng 4 viên, đúng không? Cho nên là cái xác suất x bằng 4 nó chính là A1 ngang, xác suất của biến cố A1 ngang giao A2 ngang giao A3 ngang. Đấy. Và cái xác suất này bằng 0,027. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x, tức là chỉ số viên đạn đã bắn. Nó có 4 giá trị như thế này và xác suất tương ứng như thế này. Thì trên đây là thầy hướng dẫn giải cái câu số 10 trong bài tập xác suất thống kê chương 2.